Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã tin tưởng và sử dụng website tainhanhvn.com để tải game. Ở clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải và cài đặt cái tựa game có tên là Shadow Awakening. Ok, trước khi tải các bạn sẽ phải lưu ý cho mình một số điều như sau. Thứ nhất là các bạn phải tải game trên website tainhanhvn.com thì mới có thể làm đúng theo cái video hướng dẫn này. Thứ hai là trước khi tải các bạn sẽ phải đọc và tuân thủ tất cả những cái yêu cầu trong cái mục support nằm trên cùng góc bên phải trang web cho mình. Trong bài viết các bạn sẽ phải đọc kỹ cái mục trước khi hỏi, trước khi tải và đặc biệt là các bạn sẽ phải cài đầy đủ tất cả các cái phần mềm bổ trợ ở trong cái bảng này. Và các bạn chỉ việc làm một lần duy nhất, tất cả những cái lần cài game sau các bạn sẽ không phải làm lại nữa. Nếu vẫn gặp lỗi thì các bạn kéo xuống phía cuối bài viết sẽ có một cái mục có tên là lỗi game hay gặp để tìm lỗi các bạn gặp và tìm cách khắc phục. Khi mà các bạn làm theo tất cả những cái yêu cầu trên mà vẫn gặp lỗi thì các bạn chỉ có thể cài lại win hoặc là mua game hoặc là không chơi game đó nữa. Và nhớ là phải kiểm tra cấu hình xem là các bạn có chơi được game đó hay không, và nếu không dành thì các bạn có thể xem cái bài viết có tên là kiểm tra cấu hình chơi game ở cái mục hỗ trợ của bên phải trang web. Cũng trong cái mục hỗ trợ, nếu mà các bạn muốn tải link FC một cách nhanh chóng thì các bạn có thể đọc cái bài viết có tên là tăng tốc độ download link FC, nó sẽ giúp các bạn tải link FC một cách nhanh nhất. Thứ ba là nếu mà các bạn tải về thấy cách cài đặt khác rồi, tức là game đã được update, và để xem cái hướng dẫn cài đặt trong bản update mới, các bạn vui lòng kích vào xem video hướng dẫn tải và cài đặt trong bài viết của game đó. Còn nếu các bạn xem trên YouTube, các bạn có thể tua đến 20 giây cuối cùng của video hoặc là xem ở phần bình luận sẽ có một mục dẫn sang cái video hướng dẫn tải và cài đặt bản mới nhất đấy. Thứ tư là toàn bộ nội dung mình nói trên rất nhanh và rất dài nên các bạn cần xem kỹ để đảm bảo 100% là chơi được game. Bạn nào nói đúng rồi, làm được rồi thì sau này xem video của mình, các bạn chỉ việc tu bỏ hơn 1 phút đầu của video để xem được cái phần hướng dẫn cài game luôn. Còn bây giờ hãy truy cập vào website tainhanhvn.com để bắt đầu tải game nhé. Ok, thì sau khi vào trang chủ, các bạn sẽ thấy một cái dòng có tên là bạn muốn tải gì. Các bạn kích chuột vào, gõ tên game cho mình là Shadows. Đấy, các bạn gõ tên game như trên màn hình nhá, Shadows. Đấy, gõ tên game xong thì các bạn ấn chữ download cho mình, ấn chữ download cho mình nhá. Đấy, lúc này nó sẽ tìm đến cái bài viết có tên là Shadow Awakening này. Đấy, Shadow Awakening nhá. Thì các bạn vào cho mình bài viết này để lấy link tải nhá. Link tải nó sẽ nằm trong bài viết này ha. Ok. Thì để tiện cho các bạn, mình sẽ để cái link bài viết này. Mình sẽ để cái link bài viết này dưới phần mô tả video nhá. Mình sẽ để cái link bài viết này dưới phần mô tả video. Thì trong bài viết này các bạn có thể xem thêm về thông tin game, giới thiệu game, hình ảnh game, video game và quan trọng nhất là cấu hình nhá. Đây. Cấu hình ở đây nó yêu cầu là Win 7, Win 8, Win 10 trở lên và là bản 64 bit nhá. Bạn nào mà sử dụng Windows XP hay là Win Vista hay là Win 7, Win 8, Win 10 bản 32 bit thì đều sẽ không chơi được đâu. Các bạn phải sử dụng Win 7, Win 8, Win 10 bản 64 bit nhé. Ok. Tiếp theo là in cái chip, chip nó sẽ yêu cầu là Intel đây này, Intel 2.1 GHz trở lên. Đấy. RAM thì nó sẽ yêu cầu tối thiểu là 4GB RAM nhé. Các bạn sẽ phải có tối thiểu là 4GB RAM. Ok. Các màn hình nó sẽ yêu cầu là một cái card GTX 460 2GB RAM trở lên. Đấy. Bộ nhớ máy nó sẽ yêu cầu là tầm 13GB bộ nhớ máy nhé, tầm 13GB bộ nhớ máy. Ok. Thì khi các bạn đã đáp ứng được cái cấu hình để chơi game rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tải game. Để tải game thì các bạn kéo xuống dưới cho mình. Đây. Các bạn kéo xuống dưới các bạn sẽ thấy một cái mục có tên là link tải game. Trong cái mục link tải game này chúng ta sẽ có một cái dòng chữ đỏ có tên là tải game Shadow Awakening link FC nha. Tải game Shadow Awakening link FC. Các bạn kích chuột vào dòng chữ đỏ này tải về cho mình. Kích chuột vào dòng chữ đỏ này tải về cho mình nhé. Thì sau khi các bạn tải về, các bạn sẽ được một cái file có tên là tainhanhvn.com Shadow Awakening. Đấy, tainhanhvn.com Shadow Awakening. Đấy. Bây giờ các bạn kích chuột phải vào cái file về tải về. Các bạn kích chuột phải vào cái file về tải về, nó sẽ hiện ra cái bảng và các bạn sẽ chọn extract here cho mình. Các bạn chọn extract here ở cái bảng hiện lên cho mình nhá. Đây, chọn extract here nhá để cho nó giải nén ra. Thì sau khi nó giải nén ra xong, chúng ta sẽ được một cái file đồng tên. Đấy, chúng ta sẽ được một cái file đồng tên có tên là tainhanhvn.com Shadow Awakening. Đấy, ok. Thì bây giờ các bạn mở cho mình cái folder vừa mới giải nén ra nhá. Mở lên cho mình, mở folder này lên. Đấy, mở lên. Rồi. Thì trong này nó có rất là nhiều file thì để cài đặt game thì các bạn tìm cho mình cái file có tên là setup nhá. Đây. Các bạn tìm file setup, mở file setup lên cho mình. Đấy, nó nằm từ dòng thứ 5 từ dưới lên nhá. Đây, file setup nhá, mở lên cho mình. Rồi. Ở bảng hiện lên chọn Z cho mình nhá. Trên video các bạn không thấy nhưng mà khi các bạn thấy cái bảng này hiện lên, các bạn cứ chọn Z cho mình. Thế đây, sau khi các bạn chọn Z xong thì nó sẽ hiện ra cái bảng cài đặt như này. Đấy. Thì các bạn có thể thấy ở cái dòng đầu tiên là cái đường dẫn cài game nhá. Cái dòng đầu tiên này này là cái đường dẫn cài game. Các bạn muốn cài vào ổ nào cũng được, miễn sao là đủ dung lượng, và mình khuyên là các bạn không nên cài game ổ C nhá. Và để thay đổi ổ cài, các bạn ấn vào chữ Brow này cho mình, ấn vào chữ Brow nhá. Đấy, ấn vào thì nó sẽ hiện cái bảng như này. Đấy. Bây giờ thì các bạn sẽ lựa chọn ổ cài.
Ở đây thì mình sẽ cài vào ổ G for the game. Mình cài vào ổ G for the game nhá. Chọn xong mình sẽ ấn OK. Đấy. Thì chúng ta sẽ được cái đường dẫn có tên là ổ G này, for the game này, for the Shadow Awakening. Đấy, cái folder mà game nó sẽ tạo cho chúng ta nhá. OK. Thì bây giờ sau khi các bạn lựa chọn xong cái nơi cài game rồi, các bạn lựa chọn xong cái nơi cài game rồi thì các bạn ấn install cho mình, ấn insert install cho mình nhá, để cho nó cài đặt ha. Ấn install. Đấy. Rồi. Thì đây, các bạn thấy này, nó đang cài đặt nhá. Thì các bạn thấy cái video này hữu ích, đừng quên cho mình một like, chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình ha. Đăng ký kênh vừa là cái cách để có thể ủng hộ mình, cũng như là một cái cách để các bạn có thể theo dõi được những cái bản cập nhật update sau này của game. OK. Rồi, thì cái quá trình cài đặt tương đối là lâu, thành ra là mình sẽ tạm dừng video một tí nhá. OK, cuối cùng cũng xong rồi. Thì khi nào các bạn thấy cái dòng chữ xanh ở dưới cùng hiện lên thì tức là chúng ta đã cài đặt xong rồi nhá. Và bây giờ các bạn ấn vào chữ Finish cho mình, ấn chữ Finish nhé. Đấy. Tiếp theo là các bạn mở cho mình cái folder có tên là tải nhanh VN Codec lên. Mở cho mình cái folder có tên là tải nhanh VN Codec nhé. Mở lên cho mình. Đấy. Trong này các bạn bôi xanh tất cả các file nhé. Bôi xanh tất cả các file. Đấy, bôi xanh tất cả các file. Sau đó các bạn ấn chuột phải vào cái khoảng xanh này này. Đấy, thì nó sẽ hiện ra cái bảng như này. Và các bạn chọn copy cho mình để copy nhé. Hoặc là các bạn có thể ấn tổ hợp phím Ctrl C để copy cũng được. OK. Thì sau khi copy xong, các bạn mở cho mình cái nơi cài game ra. Các bạn cài vào ổ nào thì các bạn mở ổ đấy. Ở đây mình cài vào ổ G, mình sẽ mở ổ G lên. Đấy, mở G. Folder game, mở folder game lên. Đấy. Tìm cái folder tên game, tìm cái folder tên game đây. Shadow Awakening này. Đấy, Shadow Awakening nhá. Mở lên cho mình. Đấy, OK. Tại đây các bạn ấn chuột phải, chọn paste cho mình. Ấn chuột phải chọn paste cho mình. Từ từ đã, mình quên copy rồi. Quên mất quên copy các bạn ạ. Hướng dẫn các bạn mà cuối cùng lại quên copy. OK, đây. Bôi xanh, copy. Đấy. Sau đó thì ấn chuột phải đây, ấn chuột phải đây nhé. Ở cái bảng hiện ra thì chọn paste cho mình nhé. Ở bảng hiện ra chọn paste cho mình. Hoặc là có thể ấn tổ hợp phím Ctrl V cũng được để paste ra nhé. Đấy. Thì sau khi ấn paste nó sẽ hiện ra cái bảng như này. Và các bạn tìm cho mình cái dòng chữ có tên là Reflect nhé. Tìm cho mình cái dòng chữ có tên là Reflect đây này. Đấy. Các bạn ấn vào để cho nó chấp nhận vấn đề file correct lên. OK. Thì như vậy là các bạn đã cài đặt game cũng như là copy crack game thành công rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào game nhé. Để vào game các bạn tìm cho mình cái file có tên là Shadow. Đây, Shadow đây. Đây. Shadow nhá. Các bạn mở file này lên cho mình để vào game ha. Rồi, mở lên. Ở bảng hiện lên chọn Z cho mình nhé. Rồi, đăng vào game cho các bạn ạ. Thì các bạn kiên tâm nhá, tất cả những cái game trên website tải nhanh vn.com đều là do mình up lên, tải lên và mình cũng sẽ làm cái video này để vào game chơi. Để chứng minh được cho các bạn một điều rằng là các bạn có thể yên tâm mà tải game trên website tải nhanh vn.com nhé. Mình đã vào game chưa được thì các bạn cũng sẽ phải vào game chưa được, trừ khi là cấu hình máy các bạn không đủ, hoặc là các bạn không tuân thủ cái mục support mà thôi. Các bạn cứ tuân thủ cái mục support trên website tải nhanh vn.com cho mình nhé. OK. Rồi, chúng ta đang vào game rồi. Đoạn này là đoạn giới thiệu ngoài game. OK. Đoạn đầu giới thiệu chúng ta có thể xem. Đấy, Shadow Awakening. Đoạn này thì chúng ta lại chờ thêm một tí nữa. Chờ một tí nữa các bạn nhé. Rồi, đây, đây là cái giao diện trước khi vào game. Thì trước khi vào game mình sẽ dành ra vài phút, vài giây dành cho những bạn nào mà cấu hình thấp nhé. Bạn nào mà cấu hình thấp, các bạn vào cái mục Option cho mình. Vào cái mục Option cho mình nhé. Đấy. Trong này các bạn sẽ thấy một cái mục có tên là Video. Các bạn vào tiếp cái mục Video cho mình. Đấy. Ở đây các bạn sẽ để ý cho mình cái dòng VSync này này. Các bạn để luôn để cái Disable cho mình nhá. Disable cho mình để cho nó ẩn đi. Tiếp theo là cái Grammar này này. Đấy, các bạn chỉnh. Bạn nào mà cấu hình thấp thì các bạn chỉnh xuống cho mình nhá. À không, cái này độ sáng quên mất. Cái này độ sáng. Cái cần phải chỉnh là cái Graphic này này. Graphic nhá. Cái này là chỉnh độ sáng, các bạn để theo nào cho phù hợp. Rồi, các bạn vào cái mục có tên là Graphic Quality. Ấn vào. Ta đây các bạn có thể thấy đang là cái mục Fantastic, tức là mức đẹp đấy. Các bạn nào mà cấu hình thấp thì các bạn nên để cái mức Fast thôi. Fastest nha, Fastest là mức thấp nhất. Đấy. Bạn để cái mức Fastest này các bạn chơi mà không lag thì các bạn có thể tăng lên cái mức Fast này này. Đấy. Các bạn chơi cái mức Fast mà không lag thì các bạn tăng lên một mức nữa là cái mức Simple này này. Các bạn tăng lên cái mức Simple mà các bạn chơi lag thì các bạn lại hạ xuống và các bạn chơi ở mức Fast cho mình nhá. Đấy là một cái kinh nghiệm để có thể chọn ra được cái cấu hình phù hợp với máy tính các bạn nhá. Nếu mà các bạn để cái mức Fastest này mà chơi mà vẫn lag thì thôi, chấp nhận là không chơi được game này nhá. Hoặc là chịu khó chơi lag. OK. Ở đây thì mình sẽ tăng cái đồ họa lên mức Goose để cho nó đẹp ha. Máy mình đáp ứng đủ mà. OK. Rồi ấn back ra nhá. Lựa chọn sau ấn back ra. Rồi.
back ra thì nó sẽ tự động lưu nhé. Tiếp tục ấn back này. Đấy. Ở đây thì để vào game, các bạn vào cái mục có tên là new game cho mình, vào mục new game nhé. Trong này thì các bạn sẽ được lựa chọn độ khó đây này, easy, normal, hard này. Đấy, các bạn tùy chọn một trong bốn chế độ này nhé. Mình sẽ chọn normal. Mình không quan trọng lắm về chơi, thành ra là mình chọn chế độ nào cũng được. Còn các bạn chơi thì các bạn nên chọn cái mức mà nào mà nó phù hợp với cả khả năng chơi game của các bạn nhé. Rồi, đoạn này thì chúng ta sẽ phải chờ một tí để nó load vào game. Thì các bạn thấy cái video này hữu ích, đừng quên cho mình một like, chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình, cũng như là một cái cách để các bạn có thể theo dõi được những cái bản cập nhật update sau này của game. Những cái lời mình nói trong những cái video hướng dẫn của mình ý, mình nói rất là chi tiết, rất là cụ thể. Có những cái đoạn mình nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại 1 đến 2 lần để cho các bạn ghi nhớ được. Thành ra là các bạn phải xem thật là kỹ, làm thật là đúng cho mình nhé. Nhiều bạn cứ làm thiếu bước xong đó lại inbox hỏi mình, xong lại các kiểu. Sau đó mình nói là các bạn bắt đầu với à em làm thiếu bước, à trong mục support có rồi. Thế là không được đâu. Các bạn phải tuân thủ cái mục support cho mình và xem kỹ cái video này cho mình. Mình đã mất công làm cái video hướng dẫn thì không cớ gì các bạn lại cứ không xem không kỹ, các bạn lại hỏi mình. Mình không có thời gian để có thể trả lời hết các bạn được. Website của mình lượng truy cập cũng khá là tương đối là đông. Mỗi người cứ hỏi mình một cái thì một ngày làm sao mình có thể có thời gian đâu mà up game cho các bạn chơi được. Các bạn phải để cho mình cái thời gian up game. Mình đã mất 5-10 phút, 20 phút, thậm chí là nửa tiếng đồng hồ có thể quay video cho các bạn. Sau đó mất thêm tầm nửa tiếng nữa để render, chỉnh sửa video cho nó đẹp, giới thiệu video cho nó hay. Các bạn xem rồi thì các bạn chịu khó nhé, chịu khó xem cho mình. Rồi, đoạn này là đoạn giới thiệu đoạn đầu vào game. Đoạn này thì có thể mình ấn bỏ qua xem nào. Ấn Enter để bỏ qua đúng không? Các bạn chơi thì các bạn nên xem nhé. Còn ở đây mình hướng dẫn, thành ra là mình không quan trọng lắm, mình sẽ ấn bỏ qua luôn. Rồi, nhìn lúc đầu thì khá là giống với cả cái tựa game LOL đấy. Cái tựa game này nó nhìn kiểu như kiểu Diablo hồi xưa, dạng dạng vậy. Mình cũng chưa chơi bao giờ nhưng mà mình đoán nó sẽ dạng dạng như vậy. Cũng sẽ có kiểu máu hay mana đi cày level các kiểu đấy. Ở trong này chơi thì đi bằng chuột này, đấy, các bạn thấy không? Dùng QWE để có thể sử dụng kỹ năng đây này. Đấy. Rồi, đi đâu bây giờ? À đây. Nhìn bản đồ nhé, các bạn nhìn bản đồ ở góc bên phải màn hình ấy. Đấy. Chúng ta sẽ có đường đi đây này. Đấy. Chết. Úi giời, quá chuẩn luôn. Còn ma này một phát là ra đi. Một phát là ra đi. Rồi, hóa kiếp cho ma luôn. Hóa kiếp luôn. Đấy nhá, mình tương tác với game rất là tốt rồi, thành ra là các bạn có thể yên tâm mà tải game nha. Tuy nhiên thì mình sẽ vẫn sẽ chơi thêm một tí nữa để các bạn có thể thấy cái game này nó có hay hay không để mà tải. Đoạn đầu mình đã giới thiệu cho các bạn rồi, tuy nhiên thì mình vẫn muốn chơi thêm một tí nữa cho các bạn yên tâm hơn mà tải. Nói chung đây là một tựa game rất là hay, bạn nào mà thích chơi game ấy kiểu cày cuốc ấy thì đây là một cái game mà các bạn không thể bỏ qua được. Đây là một tựa game rất là hay luôn. À, cái gì đây? Cái gì đây? Chúng ta lựa chọn một trong bốn cái pho tượng này. Rồi mình ấn Enter bỏ qua nhanh. Các bạn chơi thì các bạn nên để mà xem cái nội dung nó nói là cái gì để có thể hiểu rõ hơn về nội dung cốt truyện, cũng như là nó và chúng ta làm nhiệm vụ gì thì các bạn có thể dễ dàng làm hơn. Game này chắc chắn là nó sẽ có cái hệ thống nhiệm vụ cho chúng ta để chúng ta có thể làm để hoàn thành và cày cuốc level. Mình nghĩ vậy chứ mình lần đầu cũng mới chơi á, chưa biết gì đâu. Rồi. Ok. ASDF là cái gì? S, ok. A để đổi nhân vật này. F là cái gì? A và S là để đổi nhân vật các bạn ạ. Một cái biến làm quỷ, một cái biến làm người. Đấy, để hình dạng người đi cho nó đẹp. Mình hiền lành chân chất mà đi. Phải để hình người chứ các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ đi lên đây. Con gì đây? Chuột này, chuột nhện này. Nhện này. Mày. Game này thành game đi bắt chuột à? Game đi bắt chuột, bắt nhện à? Đây là gọi là đi game đi dọn vệ sinh nhà, bảo vệ nhà cửa. Vẩn thật chứ nhỉ. Rồi, chúng ta sẽ phá cái tường này. Mặt mũi. Sử dụng tool cho các bạn xem nhé. Mình sẽ sử dụng tool này, Q này. Úi giời, đấy, các bạn thấy không? Đánh nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều, phê hơn rất là nhiều.
Yeah, ok, chúng sẽ đi lên đây. Con nhện. Con nhện. Con nhện này. Đừng có mà vớ vẩn. Không có vẹo gì cả. Rồi, ấn ấn thằng ma này đánh cho nó sướng anh em ạ. Nhìn bọn này nó kiểu ma ấy. Đánh nó phê hơn. Đấy, sử dụng kỹ năng của ma nhìn cũng sẽ đẹp hơn. Đấy. Đấy, game chơi rất là hay luôn các bạn nhé. Các bạn có thể tải về mà chơi, game chơi rất là hay luôn, rất là phê, rất là thích, rất là ok. Bấy bê. Trời ơi. Mãi chưa có skin WE nhỉ. Nó có cả hai cái skin WE nữa kìa. Rồi, thì nói chung là mình hướng dẫn đến đây thôi là anh em có thể yên tâm mà chơi được rồi. Thì anh em thấy cái video này hữu ích, đừng quên cho mình một like, chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chúc anh em tải game và cài đặt game thành công. Bye bye.